Dịp này, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm chúc mừng một số cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin Truyền thông thành phố. Đến thăm báo Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của đơn vị thời gian qua, nhất là trong việc tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị báo Đà Nẵng tiếp tục bám sát tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, lan tỏa các chủ trương chính sách phục hồi kinh tế, những việc làm hay, tấm gương tốt mang đến năng lượng tích cực cho xã hội. Đến thăm Trung tâm Truyền hình Quốc gia khu vực miền Trung Tây Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng và ghi nhận sự đồng hành tích cực của đơn vị thời gian qua. Mong muốn thời gian tới, Trung tâm tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là với những chính sách của Trung ương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân Đà Nẵng được tiếp cận rộng rãi hơn, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng ngày càng văn minh hiện đại.